gắng là chúng ta đọc tụng thường xuyên để còn lấy bài kinh này, và rất là quan trọng để chúng ta tụng đọc bằng chữ Pali. Bởi vì khi chúng ta tụng đọc bằng tiếng Việt ấy, thì mỗi cái bản dịch nó khác nhau, nhưng mà ở trong cái bản Pali đó thì đều thống nhất với nhau. Và cái điều này nó cũng dễ dàng khi mà các vị Phật tử sau này chúng ta tham khảo các cái tài liệu nghiên cứu Phật học đó, thì nhờ vào cái chữ Pali đó chúng ta dễ biết được cái nghĩa của cái nội dung đó hơn là chúng ta học qua tiếng Việt. Và trở lại ngày hôm nay, khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi đó, thì đây là cái phần giáo lý quan trọng mà được Đức Phật này thuyết trong rất là nhiều trường hợp, và không chỉ riêng về ở trong tạng diệu pháp mà Đức Phật này đề cập đến rất là nhiều ở trong các cái tạng kinh. Và một điều cũng các vị cũng đáng lưu tâm đó, đây là cái bài kinh đầu tiên, có thể nói rằng đó là cái bài kinh có trước cả cái bài kinh chuyển pháp luân. Bài kinh chuyển pháp luân đó là cái bài kinh mà Đức Phật này thuyết đầu tiên. Nhưng mà cái bài kinh mà Đức Phật ngày sau khi mà ngày thành đạo á, trong 7 tuần lễ ngày ở lại tại Bồ Đề Đạo Tràng á, thì Đức Phật ngày chiêm nghiệm về cái lý duyên khởi này. Và chúng ta đọc lại kinh văn á, thì để chúng ta biết rằng cái bài kinh này là cái bài kinh sớm nhất trong các cái bài kinh mà chúng ta học. Và không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca, mà sau khi mà ngày giác ngộ thì ngày chiêm nghiệm về cái lý duyên khởi này, mà cái lý duyên khởi này là đối với chư Phật ba đời đều như vậy. Thì điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng là cái giá trị cũng như là cái nội dung về bên trong của cái giáo lý duyên khởi này. Lâu quá nên mới dùng lại cái zoom này. Các vị có thấy màn hình chưa hả? Dạ, bạch sư thấy rồi ạ. Dạ. Chúng ta đọc lại kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruguela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi thiết già, họ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình ấy, trong đêm canh thứ nhất, khéo thuận chiều tác ý đi duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quán tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Chúng ta đọc tiếp đoạn thứ hai.
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruguela trên bờ sông Niranjara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng tính đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thể ngồi thiết trà và hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa, khéo nghịch chiều, tác ý, lý duyên khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ não diệt. Như vậy là đoạn diệt toàn bộ khổ ngũ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên, đối với vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Đó là cái nội dung của cái bài giảng. Đó là nội dung của bài kinh về giáo lý duyên khởi. Trước hết thì gọi là duyên khởi, từ cái chữ Pali là chữ Patichasvapa đó. Chúng ta gọi là duyên khởi. Cái chữ có tích chát à, nó có nghĩa là tùy thuộc vào, tùy thuộc những cái điều kiện gì đó gọi là bát tích chát. Và chữ smapa đá đó có nghĩa là cái sự khởi sinh, cái sự khởi sinh mà tùy thuộc vào cái điều kiện đó, thì chúng ta gọi gọn lại gọi là duyên khởi hay là là duyên sinh. Và cái sự khởi sinh tùy thuộc vào điều kiện ở đây như thế nào, tức là ở đây chúng ta nhìn trên cái biểu đồ thập nhị nhân duyên đó, thì trên biểu đồ này được vẽ trong một cái hình tròn để biểu thị rằng là trong các cái pháp hiện khởi từ trên sách xanh rồi chết sầu quý khổ não rồi trở lại. Được vẽ theo cái hình các cái pháp này ấy, do cái này có mà cái kia hiện, là một cái giáo lý về nhân quả. Chúng ta nhớ là khi mà chúng ta học về giáo lý về nghiệp ấy, thì đó là một cái giáo lý nhân quả về phương diện đạo đức, về phương diện nhân quả của thiện ác. Còn đối với giáo lý thập nhị nhân duyên
Vì vậy thì là thường chúng ta hay nói là tất cả duyên. Câu nói nó hoàn toàn đúng, nói rằng tất à, các vị có thấy màn hình tôi share không ạ? À? Dạ, mạch sư chưa thấy ạ. À. Chưa thấy. Chắc là bên bệnh sinh viên bị cái network yếu. Dạ, các vị nghe lại lại được chưa? Dạ được rồi sư. Dạ. Các vị có thấy cái màn hình không? Dạ thấy. Dạ. Anh xem cái lại hết nghe rồi sư. Màn hình này chúng ta có cái biểu đồ của cái dạ bạch sư không nghe được sư nói. Dạ các vị nghe lại được chưa? Dạ, nghe dạ, được. Bây giờ nghe dạ. À, khi nào không có nghe được cái khi bệnh hoang hỷ thì tôi biết chưa? Dạ dạ. Dạ. Như ở phía bên xưa có cái anh nào anh bán krem hay gì lắc rất là lắc hoài đến chỗ anh bán anh không đi đâu nữa. Đang thích chúng đó sư. Dạ dạ tôi nghĩ giờ bây giờ có thể ổn. Cái buổi đầu thì do bị nó hơi có vài cái vấn đề, do mấy hôm nay ở Việt Nam internet nó cũng hay bị yếu. Dạ. Dạ. Thì ở trên cái biểu đồ thập nhị nhân duyên này chúng ta thấy là được vẽ cái một cái vòng tròn, và cái vòng tròn này trên vòng tròn có nghĩa là không có cái bắt đầu. Cái giáo lý duyên khởi đó nó không phải là Đức Phật này không có đề cập đến cái thế giới khởi nguyên, mà Đức Phật này nói về cái thế giới tập khởi. Cái thế giới khởi nguyên tức là chúng ta đi tìm cái nguyên nhân đầu tiên của cái vòng sinh tử này. Ví dụ như là có những người thắc mắc rằng là chúng ta từ đâu mà có, từ ở trong đời sống trước thì trước nữa vân vân cho đến vô thủy luân hồi, và khi mà mãi đi tìm cái khởi nguyên, cái điểm bắt đầu như vậy đó, thì chúng ta không bao giờ chúng ta tìm được cái điểm khởi đầu hết. Và dù cho chúng ta có tìm được cái khởi đầu đi nữa đó, thì chúng ta cũng không có thể giải quyết được cái bài toán sinh tử. Nó cũng ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta đang có cái bệnh, chúng ta đang có cái bệnh dịch, và cái vấn đề là chúng ta điều trị cái căn bệnh của mình,
chứ không phải là cái vấn đề là chúng ta tìm rằng là khi chúng ta bị nhiễm bệnh đó thì chúng ta nhiễm từ ai, rồi cái người lây bệnh cho mình đó thì họ nhiễm từ người nào, bao nhiêu người đã đến chúng ta, vân vân. Thì dù cho chúng ta có tìm được cái người đầu tiên chăng nữa đó, thì cái bệnh của mình cũng không có trị liệu được. Và Đức Phật ngày thuyết pháp đó là nhằm cái mục đích đó, để giải thoát cái vòng sinh tử luân hồi này. Cho nên cái mục đích của cái giáo lý Phật nhị nhân duyên đó là Đức Phật ngày chỉ ra cái vòng sinh tử này sở dĩ mà nó có mặt như vậy đó là do vì những cái yếu tố nào, và những cái yếu tố đó, đó nó có mặt như thế nào. Và ở trên cái biểu đồ thập nhị nhân duyên này đó thì chúng ta không thấy cái nguyên nhân nào là một cái nguyên nhân đơn lẻ, mà những cái nhân này nó có mặt đó, nó đều có cái điều kiện, có nhân các cái tác động, gọi là Patichasamuppada, chúng ta còn dịch là tùy thuộc phát sinh. Ở đây là không phải tự nhiên mà có hành, tự nhiên mà có thức, danh sắc, vân vân, mà từ vô minh cho đến già chết sầu quy khổ u não, tất cả mọi thứ đó nó đều có cái nhân của nó, có cái duyên của nó. Và từ cái chân duyên này đó thì Đức Phật ngày phủ nhận cái vai trò của một vị sáng tạo chủ, một đấng tạo hóa. Ở trong cái vòng tròn này chúng ta không thấy một vị thần linh tạo hóa nào hết, mà ở trong cái vòng tròn này đó thì chúng ta thấy chỉ là những cái điều kiện của pháp thần có mặt. Và khi những cái điều kiện này nó đủ duyên thì nó sẽ tác động cái điều kiện khác. Và khi các cái điều kiện khác nó có duyên, nó đủ duyên thì nó tác động tới cái khác nữa. Như vậy đó là một cái vòng, đó là cái vòng sinh tử. Thì ở trong cái vòng sinh tử này á, thì sợ Đức Phật ngày chỉ ra sở dĩ mà chúng sinh bị lăn trôi trong cái vòng trong luân hồi đó là do vì tất cả những cái điều kiện mà chúng ta gọi là thập nhị nhân duyên. Thì do vì ở đây nó là một cái vòng tròn tương quan với nhau, cho nên trong cái vòng tròn đó thì nó không có cái điểm bắt đầu, mà cái điểm bắt đầu ở đây đó là Đức Phật ngày tùy theo cái điều kiện, Đức Phật ngày tùy theo cái điều kiện, cái nhân duyên mà ngày thuyết pháp. Chẳng hạn có đôi khi thì có những cái bài kinh, như cái bài kinh chúng ta vừa đọc đó, bài kinh đó Đức Phật ngày thuyết bắt đầu từ vô minh, có đôi khi đó thì Đức Phật ngày bắt đầu từ xúc, từ thọ, từ ái, từ hữu, từ sanh, rồi hay là từ già chết sầu bi khổ não, vân vân. Ở trong cái giáo lý duyên khởi này đó, thì do vì không có cái điểm khởi đầu, cho nên Đức Phật ngày thuyết pháp bằng trong nhiều cái trường hợp đó, thì ngày thuyết pháp với một cái duyên được nói đầu tiên khác nhau. Và cái duyên mà Đức Phật ngày đề cập đầu tiên đó đó không có nghĩa là cái mấu chốt bắt đầu của cái thập nhị nhân duyên, mà chỉ là cái điểm đầu tiên Đức Phật ngày thấy thích hợp mà ngày đề cập. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái lưu ý đầu tiên là ở trong cái giáo lý duyên khởi này đó, thì chúng ta không có nói rằng là vô minh là cái căn nguyên đầu tiên, hay là bất cứ cái mấu chốt nào là đầu tiên, mà ở đây chúng ta nên hiểu như là một cái vòng tròn. Và khi học
cái giáo lý thập nhị nhân duyên này đó, thì không phải chúng ta tìm hiểu riêng biệt thế nào là vô minh, thế nào là hành, thế nào là thức, thế nào là dịch sắc vân vân, mà chúng ta tìm hiểu về tại sao có sự có mặt của, tại sao vô minh tạo là cái điều kiện cho hành như thế nào, và hành nó tác động cho thức như thế nào. Tương tự như vậy, thức đối với danh sắc đối với lục căn hay là lục nhập. Vậy thì khi mà học về thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta sẽ học từng tập tương quan. Chúng ta sẽ học rằng là do duyên vô minh mà có hành, do hành mà có thức, do thức mà có danh sắc. Chứ chúng ta không có học đơn lẻ là thế nào là vô minh, thế nào là hành. Và cái điểm lưu ý quan trọng khác đó là cái giáo lý thập nhị nhân duyên này là thuộc về thánh trí. Điều đó có nghĩa rằng là đối với phàm phu trí chúng ta đó, thì chúng ta chỉ hiểu một cách khái quát. Chúng ta chỉ có thể hiểu ở một cái mức độ mà được gọi ở trong kinh gọi là cái trí văn, hay nói cách khác đó là cái kiến thức đó do được nghe lại từ người khác. Chứ phàm phu trí không có cái trí mà để thâm nhập hiểu trọn vẹn cái giáo lý duyên khởi này. Vì với một người mà hiểu được cái giáo lý duyên khởi này đó, thì cũng đồng nghĩa rằng là người đó đã thấy được, đã tìm ra cái con đường giải thoát. Nó cũng giống như là một người bình thường khi mà chúng ta dùng cái phone đó, thì chúng ta chỉ học khái quát vào ở đâu là cái phím mà chúng ta mở cái nguồn điện, ở đâu là cái phím mà để chúng ta mở cái âm lượng lớn nhỏ, vân vân. Chúng ta chỉ học để dùng một cách đơn giản như vậy thôi, thì chúng ta cũng không có thể nào chúng ta hiểu được rằng là cái cấu tạo những cái phần thành phần linh kiện điện tử ở trong cái con như thế nào, từ những cái processor hay là những cái software trong đó chúng ta không có hiểu hết, mà chúng ta chỉ hiểu khái quát một cách rất là căn bản như vậy. Hoặc là cũng giống như là khi mà chúng ta học về địa lý thì chúng ta được nhìn trên một cái quả địa cầu, ở đâu là nam bán cầu, ở đâu là bắc bán cầu, vân vân, rồi ở đâu là đường xích đạo, ở đâu là các cái bao gồm bao nhiêu châu lục, vân vân. Chúng ta chỉ học khái quát như vậy chứ chúng ta cũng không có thể nào chúng ta hiểu rõ về cái đất này như như là những người chuyên môn. Thì cũng giống như là khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi này đó, thì chúng ta chỉ hiểu một cách rất là khái quát, chứ không thể nào đi sâu vào cái giáo lý duyên khởi được. Vì một lần Đức Phật Ngài dạy rằng là thì các tỳ kheo, giáo lý này đó thì thật là thâm sâu khó hiểu, không dễ gì cho một kẻ phàm phu mà có thể lĩnh hội được. Thì mặc dù nói như vậy, không có nghĩa là đối với cái giáo lý duyên khởi này chúng ta không có thể học. Và như chúng tôi vừa thưa các vị đó là chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi để chúng ta biết được cái cách vận hành của cái vòng sinh tử luân hồi này. Và ít nữa thì chúng ta thấy rằng là trong cái sự vận hành đó nó không có cái gì gọi là cái đấng tạo hóa. Thường thường đó thì trong cái khuynh hướng suy nghĩ của mỗi người đó, khi mà tìm hiểu về cái đời sống của mình thì phần lớn đó thì chúng ta có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất là do vì mình mù mờ, mình không có biết cái nguồn gốc sinh tử của mình, cho nên chúng ta tin rằng là có một cái đấng sáng tạo chủ, có một cái đấng tạo hóa nào trên đời tạo ra cái đời sống này. Và cái khuynh hướng suy nghĩ thứ hai là do vì mình không có biết cái nguyên nhân sinh tử, cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cái sự có mặt ở trên đời này nó là vô nhân vô duyên, chúng ta tự nhiên mà có. Nhưng mà đối với Phật giáo đó thì
Đức Phật này không có thừa nhận cái vai trò của một vị sáng tạo chủ, mà Đức Phật này cũng không có thừa nhận cái sự có mặt ở trên đời này nó là tự nhiên mà có, mà Đức Phật này nói rằng là tất cả sự hiện hữu ở trên đời này là đều có nhân có duyên, và cái nhân cái duyên đó nó chính là cái giáo lý thập nhị nhân duyên mà chúng ta học. Và ngày hôm nay trong cái phần giới thiệu về cái giáo lý thập nhị nhân duyên hay là cái giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta còn một cái điểm lưu ý khác khi mà chúng ta học cái diệu pháp nói riêng hay là học giáo lý nói chung, là những cái ý nghĩa pháp đó tùy theo cái bài kinh, tùy theo cái ý nghĩa nói đến, mà các cái chi pháp tuy rằng chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà cái ý nghĩa đó là đôi khi chỉ được chuyên biệt trong một cái lý pháp nào đó thôi. Ở đây chúng tôi ví dụ chẳng hạn giống như là chúng ta có một cái mấu chốt, tạm gọi là cái mấu chốt thứ ba, tức là thức, từ vô minh đến thành lợi thức. Thì khi mà chúng ta học cái diệu pháp á, nói đến cái thức quẩn á, và chúng ta chỉ cho tất cả tâm, nhưng mà ở trong cái giáo lý duyên khởi thì cái thức này á, thì được chỉ cho các cái tâm quả hiệp thế. Tôi ví dụ như vậy là để chúng ta lưu ý rằng là tất cả các cái chi pháp mà chúng ta được học á, là chúng ta phải luôn luôn để ý rằng là cái điều pháp đó được nói ở trong cái giáo nghĩa nào. Tôi ví dụ như là chúng ta nói về cái luật xã hội đó, thì đôi khi chúng ta đề cập đến những cái mối quan hệ như là bà con quyến thuộc, thì cái bà con quyến thuộc đó được dùng trong mỗi cái điều luật là chúng ta được phải hiểu khác nhau. Chẳng hạn giống như là nói về cái luật thừa kế đó, thì bà con đó được kể những người như thế nào. Chẳng hạn như là những người được thừa kế đó, chúng ta ví dụ thôi nha, ví dụ theo một cái luật nào đó thôi chứ, bởi vì cái luật xã hội các cái quốc gia nó không có giống nhau. Ví dụ giống như là cái luật thừa kế ở tại Việt Nam đó, thì những bà con mà được gọi là người thừa kế thì chỉ cho những người có quan hệ trực tiếp như là cha mẹ, con cái, anh chị em vân vân. Còn những cái bà con xa đó thì những người đó thì không được kể rằng là những người bà con có quyền thừa kế. Như vậy thì bà con trong cái luật thừa kế đó thì chỉ có giới hạn được luật xã hội đó quy định là những cái người nào mới được gọi là bà con. Nhưng mà nói với cái luật hôn nhân á, thì cái bà con đó thì rộng hơn, tức là những người giống như là những anh chị em cô bác dì chú vân vân, quan hệ trong bao nhiêu đời đó theo cái luật xã hội quy định đó, thì được gọi là bà con. Thì ở Việt Nam do vì nó có những cái điều kiện xã hội riêng biệt, cho nên ví dụ như là nói về cái luật xuất cảnh sang Hoa Kỳ vân vân, thì Hoa Kỳ họ cũng quy định rằng là khi mà một trong những cái điều kiện mà một người ra khỏi Việt Nam như vậy đó, thì trong đó họ có cái tiêu chuẩn đó là có những cái điều kiện đó là người ta muốn tìm hiểu rằng là chúng ta có bà con gì ở tại Hoa Kỳ hay không.
Thì ở trong luật đó họ có quy định cái bà con đó là chỉ cho cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình thì mới gọi là bà con ở tại Hoa Kỳ. Còn nếu mà chúng ta có những người bà con xa như là anh chị em cô cậu vân vân đó thì không, những người đó không được kể rằng là những bà con tại Hoa Kỳ. Tôi nói dài dòng như vậy đó để tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta học về giáo lý, mà ở đây là chúng ta đang học về cái giáo lý duyên khởi đó, thì mỗi cái điều pháp đó, được đề cập đến ở đây đó, thì phải được hiểu chuyên biệt ở trong cái giáo lý duyên khởi này. Cho nên các vị học viên chúng ta không có thắc mắc rằng là tại sao khi mà có khi thì thức thực được kể cho cả 121 tâm mà có khi lại được kể cho các cái pháp quả hiệp thế vân vân, thì không phải riêng ở trong cái thập nhị nhân duyên mà rất là nhiều cái trường hợp khác khi đề cập đến một cái điều pháp nào đó, đó thì chúng ta phải xem rằng là ở trong cái điều pháp đó được nói nhằm cái mục đích gì. Chẳng hạn giống như là cái ví dụ tôi vừa đề cập đến nói về vấn đề bà con, thì chẳng hạn giống như là khi về nói về hôn nhân đó, người ta quy định những cái bà con gần là bởi vì đó là một trong những cái điều kiện quan trọng của sinh học, đó là cái vấn đề cận huyết thống. Những người bà con gần cận huyết thống với nhau đó thì nó có ảnh hưởng về cái nhiều cái vấn đề về cái vấn đề sinh học. Thì mỗi cái điều luật như vậy đó, do vì nhắm đến một cái lý do mà người ta có cái quy định, thì cũng vậy, khi mà Đức Phật này thuyết một cái điều pháp nào đó đó, thì nhằm vào một cái lý do nào đó mà cái chi pháp, cái điều pháp đó được nói đến. Do vậy đó, khi mà nói về giáo lý năm quẩn thì thức quẩn thì nội dung được kể khác, nhưng mà thức đó đó được kể trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó thì được khu biệt ở cái thức nào mà do hành tác động, và cái thức nào đó làm cái nhân duyên cho danh sắc thì thức đó mới được kể. Tương tự như vậy đối với các cái điều pháp khác, đó là một cái lưu ý khác khi chúng ta học về giáo lý thập nhị nhân duyên. Và bài học ngày hôm nay đó là khi mà chúng ta học về thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta học theo cái bài kinh mà tôi vừa đọc cho các vị, tức là chúng ta được mở đầu bằng do vô minh mà duyên cho hành, hay chúng ta gọi cách khác đó là do vô minh mà hành hiện khởi. Thì ở trong các cái bài học về thập nhị nhân duyên này thì chúng ta sẽ học từng cái tập tương quan, tức là cái tập tương quan đầu tiên thì chúng ta học là do vô minh, do duyên vô minh mà có hành. Rồi tương tự như vậy chúng ta học là do hành mà có thức, rồi do duyên thức mà có danh sắc, do duyên danh sắc mà có lục nhập. Rất là cần thiết để các vị Phật tử chúng ta học thuộc lòng 12 chi nhân duyên này. Bởi vì khi mà chúng ta học thuộc lòng như vậy đó thì chúng ta dễ dàng khi chúng ta tìm hiểu về cái giáo lý nhân duyên. Ở trên cái biểu đồ này được một người nào đó vẽ cũng khéo. Ở đây là chúng ta nhìn trên cái biểu đồ chúng ta thấy được vẽ các cái màu sắc khác nhau, và trong cái màu, những cái màu sắc khác nhau này đó thì chúng ta sẽ đề cập đến trong các cái bài học kế tiếp. Thì ở trong cái biểu đồ học nhị nhân duyên này, trong cái khoảng thời gian chúng ta học ở đây thì các vị nhớ cái biểu đồ này, thì trên cái biểu đồ này tôi nghĩ rằng là
nó cũng đơn giản hơn là chúng ta nhớ cái biểu đồ ví dụ pháp chúng ta học ở trong cái lớp học trước. Ở đây thì chúng ta chỉ có 12 chi thôi, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc duyên lục trần, lập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thụ, thủ duyên sanh, sanh duyên già, chết sâu bi khổ não. Sư Trí Tịnh hoan nghĩ rằng tôi nghĩ mỗi khi mà bắt đầu lớp học trong cái bài kinh, sau khi mà chúng ta xưng tán ân đức tam bảo thì chú hoan nghĩ hướng dẫn lại Phật thì học viên chúng ta tụng đọc cái bài kinh này. Dạ. Dạ. Khi nãy vừa có vừa tụng xong. Dạ dạ dạ, hoan nghĩ xin. Ở đây tôi nói thêm rằng là đối với tôi, thưa các vị, rằng là nếu trong cái lúc mà tôi lâm chung thì một trong những cái bài kinh mà tôi muốn được nghe thì trong đó có cái bài kinh Thập Vị Nhân Duyên này. Hôm nay chúng ta học cái mấu chốt ở trong cái duyên khởi. Cái mấu chốt đó là do duyên vô minh. Do duyên vô minh có hành. Chúng ta biết chọn là vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành. Vijapaniya Sankhara Sampavanti. Đôi khi các vị có thấy là để chữ Sampavati thì Sampavanti ở đây là về cái văn phạm của Pali, số nhiều số ít. Trước hết đó là về cái vô minh. Vô minh ở đây, cái chi pháp của vô minh nó chính là cái vô minh. Vô minh thì bằng với cái sở hữu si. Chi pháp là gì? Pháp vô minh bằng cái sở hữu si. Và hành á, và hành thì bằng cái sở hữu tư. Sở hữu tư trong thiện, trong bất thiện. Trong bất thiện. Sở hữu tư trong bất. Sở hữu tư trong bất thiện. Và thiện hiệp thế. Và thiện hiệp thế thì các vị nhớ rồi, đã có 8 đại thiện, 8 đại thiện dục giới, 5 thiện sắc giới và 4 thiện vô sắc giới, gọi là thiện hiệp thế. Vậy thì cái mấu chốt đầu tiên gọi là do cái duyên vô minh mà có hành, tức là do vì cái sự si ám, do vì sự không hiểu biết mà có cái
có cái, có những cái hành động. Chữ hành ở đây đồng nghĩa với cái hành động, và cái hành động hay nói cách khác đó là do vì tất cả những cái hành động của chúng ta qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tạo ra các cái hành động thiện và bất thiện, thì tất cả những cái hành động này đều do cái nguyên do sâu xa từ cái vô minh. Và cái hành ở đây á, cái sở hữu tư ở trong bất thiện và thiện hiệp thế đó được chia ra làm ba hành này á, hành này nè được chia ra làm ba, gọi là cái phi phúc hành, phi phúc hành rồi phúc hành. Và bất động hành. Cái phi phúc hành á chính là cái bất thiện. Còn phúc hành á là thiện dục giới. Thiện dục giới, thiện dục giới và sắc giới. Và sắc giới. Rồi bất động hành á, chính là thiện vô sắc. Như vậy cái chữ... như vậy là cái chuyển hành vô minh duyên hành á, thì chúng ta nhớ là cái hành ở đây á, là chính là cái phi phúc hành, phúc hành và bất động hành, hay nói cách khác á, chính là bất thiện, thiện dục giới, sắc giới và thiện vô sắc giới. Trong cái cách phân chia là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành á, thì phúc hành á, thì bao gồm cái thiện dục giới và thiện sắc giới, và bất động hành là thiện vô sắc giới. Ở đây chúng ta lưu ý là thông thường trong các cái, trong các cái chi pháp khác đó, chẳng hạn như là chúng ta nói về cái hiệp thế và đáo đại đó, thì khi đó thiện dục giới được kể riêng, đáo đại đó thì bao gồm sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà trong cái cách phân chia về phúc hành và bất động hành đó, thì phúc hành đó là bao gồm cái dục giới và cái sắc giới, còn cái bất hành, cái bất động hành á, là riêng về vô sắc giới. Chúng ta nhớ cái chi pháp của này. Thật ra thế thì cũng đây học ví dụ pháp, chúng ta có nhớ đến cái gọi là cái chế định á, tức là cái sự quy ước. Và cái sự quy ước này á, nó tùy theo cái tùy theo cái tiêu chí phân loại mà chúng ta có những cái quy ước như thế này, quy ước như thế kia, chúng ta cũng không có thắc mắc như vậy, cái thắc mắc điều đó. Ở đây giống như là phân chia là cái phúc hành á, là thiện dục giới và sắc giới á. Do vì được giải thích rằng là hai cái hành, phúc hành và cái bất động hành này á, là do vì cái phúc hành á, nó thuộc về sắc, và do vì nó thuộc về cái sắc, đề sắc á, cho nên nó dễ bị thay đổi, lay chuyển. Nó khác với cái vô sắc đó là vững chãi bất động, cho nên về cái chi pháp đó thì được phân chia là cái phúc hành thì cái là thiện dục giới và sắc giới, còn khi đó bất động hành vô sắc. Và từ cái ba cái hành này á, trong
trong cái vô minh duyên thành mà sở dĩ tôi nói hành trước đó, là do vì nhờ nói lên cái hành này đó thì chúng ta sẽ trở lại cái vô minh. Trong ba cái hành này ấy, thì được biểu hiện qua cái gọi là cái thân khẩu ý. Chúng ta có cái thân hành, khẩu hành và tâm hành hay là ý hành. Hay là chúng ta nói trong cái dấu lý nghiệp báo, tức là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và cái ý nghiệp. Thì cái thân hành, khẩu hành và cái ý hành á, thì ở trong cái bất thiện hay là cái phi phúc hành á, thì chúng ta có đủ cả ba. Tức là một người làm thiện qua thân, qua khẩu và cả cái quả ý, thì ba cái phi phúc hành á, cái phi phúc hành này á, thì có cả ba. Rồi cái phúc hành dục giới, phúc hành có hai á, thì trong đó cái phúc hành là thiện dục giới á, phúc hành dục giới. Phúc hành dục giới nó thì cũng có ba. Mà phúc hành sắc giới á, phúc hành sắc giới nó thì chỉ có một cái tâm hành thôi. Còn cái bất động hành thì cũng có một cũng có một cái tâm hành. Tôi nhắc lại đó, cái gọi là cái vô minh duyên cho hành á, hay là do có vô minh á mà dẫn đến cái những cái hành động thiện và bất thiện á, thì cái hành động thiện và bất thiện này á, được chia thành ra có ba loại được gọi là ba loại hành, tức là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Thì trong ba cái loại hành này á, được biểu hiện qua ba cái hành khác, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành hay là tâm hành. Thì phi phúc hành á, tức là những cái việc làm bất thiện, thì được biểu hiện qua cả cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Rồi đối với cái thiện dục giới đó thì cũng được biểu hiện qua cả ba cái thân khẩu ý, nhưng mà cái sắc giới hay là cái vô sắc giới đó thì chỉ được thực hiện ở trong cái ý nghiệp hay là cái tâm hành, ý hành thôi. Như vậy đó là cái hành. Và ở đây chúng ta sẽ thắc mắc rằng là tại sao là vô minh ấy, là cái điều kiện, cái duyên cho các cái hành này. Chúng ta sẽ thấy rằng là một người do vô minh mà họ làm các cái việc, các cái ác nghiệp đó, thì việc đó dễ hiểu. Nhưng mà tại sao mà một người làm các cái việc thiện lành như là phúc hành và kể cả những vị tu thiền chứng được các cái tầng thiền cao như là sắc vô sắc, mà trong kinh vẫn gọi những pháp đó là những pháp của các bậc thượng nhân, thì cái ngay cả những cái hành động đó, những cái nghiệp thiện đó thì vẫn bắt đầu từ vô minh. Vậy thì ở đây chúng ta quay trở lại vô minh. Chúng ta quay trở lại cái vô minh ở đây chính là cái sở hữu si. Và cái sở hữu si ở đây được kể cái nguyên do quan trọng nhất mà dẫn đến những các cái hành động thiện và ác đó, chính là cái sở hữu si này á. Sở hữu si này đó là do không hiểu rằng do không hiểu hay là chúng ta thông tin hay dùng chữ Hán là bất tri á,
tri là không biết, không hiểu. Không hiểu về về khổ, không hiểu về về khổ, về nguyên nhân khổ là tập, về sự diệt khổ. Và cái con đường đưa đến sự diệt khổ hay là tác chánh đạo, thì do vì chúng sinh phàm phu không có hiểu được cái tứ đế, cho nên tất cả các cái hành động của chúng ta đó, là dù đó là cái hành động thiện chẳng nữa đó, thì nó cũng bắt đầu từ cái vô minh. Tức là đầu tiên là do thì phàm phu không hiểu rằng cái vòng sinh tử luân hồi này, thì dù là một chúng sinh ở cái cõi trời sắc giới hay là cái cõi trời vô sắc giới, thì những cái nơi đó nó vẫn là sống ở trong cái gọi là cái khổ. Và do vì chúng ta không có hiểu được những cái nơi đó là những cái nơi không phải là thật sự hoàn toàn hạnh phúc, cho nên đó, đối với một chúng sinh hạ căn á, thì do vì muốn tìm cái hạnh phúc cho mình, cho nên làm các cái, cho nên làm những cái việc ác nghiệp. Vì thấy rằng đôi khi chúng ta do các cái ác nghiệp đó mà được hạnh phúc nhất thời vân vân ở trong hiện tại. Chẳng hạn giống như là một người trộm cướp thì vẫn có thể sống hạnh phúc với những cái tài sản mà mình sang đoạt, mình cướp đoạt từ người khác vân vân. Hay là một người sát sanh, họ hạnh phúc với cái việc mà họ sanh vân vân, thì đó là những cái hạng, những cái hạng chúng sinh mà đi mưu tìm hạnh phúc nhất thời, do vì nghĩ rằng là những cái việc đó đem lại cái hạnh phúc cho mình, thì đó là cái hạng mà chúng sinh làm các cái việc ác nghiệp để mưu tìm hạnh phúc. Nhưng mà có một cái loại chúng sinh khác cao cấp hơn, tức là họ mưu tìm hạnh phúc đó bằng các cái việc công đức, và với cái mong mỏi, với cái ước muốn rằng là bằng những cái công đức này ta được hạnh phúc ở trong cái cõi trời, cái cõi người, hoặc là cao hơn nữa đó là hạnh phúc của các vị chứng các cái thiền định. Và do vì chư vị phạm thiên sống ở trên các cái cõi trời phạm thiên như vậy đó, thì so về mọi cái hạnh phúc khác ở cái cõi dục giới đó, thì những vị này đều là những cái hạnh phúc cao hơn hết. Và do vì chúng sinh phàm phu không có hiểu được rằng là ở cái dục, cái sắc, cái vô sắc, tất cả nó đều nằm ở trong cái vòng luân hồi. Mà đã là nằm ở trong cái vòng luân hồi, cái vòng sinh tử, có sinh có tử, có sinh có diệt, và cái gì mà nó vô thường đó, thì nó phải là khổ. Và do đó là dù rằng là một người mà đang làm thiện, thì cái thiện đó nó cũng bắt từ cái vô minh. Có nghĩa là chúng ta lầm lạc trên con đường giải thoát. Ở đây chúng ta tạm hiểu rằng là giống như một người đang đi tìm cái con đường giải thoát, tức là một người đang đi tìm cái hạnh phúc, và cái đích đến hạnh phúc đó, một cái hạnh phúc đích thực đó, chính là niết bàn. Nhưng mà phàm phu của chúng ta đó là do vì không thấy được cái hạnh phúc niết bàn, tức là chúng ta không biết rằng là cái tình trạng sinh tử của mình là khổ. Cho nên vì lầm tưởng rằng là nếu mà chúng ta sinh tử ở trong các cái đường khổ cảnh đó, thì chúng ta bị khổ, thì chúng ta có thể sinh tử ở trong các cái cõi nhân loại như là chư thiên hay là phạm thiên, cho nên chúng ta được hạnh phúc. Và do đó là chúng ta cứ đi tìm ở trong cái tam giới và dục giới, dục sắc và vô sắc. Nó giống như là một cái con chúng ta đã đi lạc đường, thì dù cho một người đó họ có lái xe khéo như thế nào,
họ có đem tất cả những cái hành trang trên cái con đường cần thiết như là thức ăn, nước, vật, như là các cái liều hay là các cái ô dù vân vân trên cái con đường mình đi, nghĩ rằng là mình đem tất cả những cái hành trang đó làm cái con đường mình đi nó hạnh phúc. Thì những cái việc làm thiện của chúng sinh phàm phu á, thì nó cũng giống như là một người đi lạc đường. Nhưng mà người đó, khi mà họ đi lạc đường đó, họ người là một người giỏi lái xe và họ biết lo những cái hành trang trên cái con đường của mình. Thì họ, một người giỏi lái xe, biết chuẩn bị cái hành trang mình đi đường khéo khéo đó, thì dọc đường chúng ta đỡ vất vả. Nhưng mà đã là chúng ta lạc đường rồi thì chiếc xe đó chúng ta có đi chiếc xe tốt hay chiếc xe xấu, hay là chúng ta có đi trên cái con đường gồ ghề hay là cái con đường bằng phẳng, hay là chúng ta đi trên chiếc xe đó mà chúng ta có mang theo cái lương thực đầy đủ hay là thiếu thốn chăng nữa, thì nó đã là lạc đường rồi đó, thì nó vẫn cứ là lạc. Và khi đã lạc đường rồi đó, thì chúng ta sẽ không có đến đích. Thì nó cũng giống như là phàm phu của chúng ta, khi mà mình đã đặt ra một cái cứu cánh lầm lẫn, đó là cái hạnh phúc của chúng ta nó phải nằm ở trong cái vòng tam giới này. Thì khi mà một cái cứu cánh lầm lẫn như vậy đó, thì dù người đó có tạo các cái thiện sự như là làm các cái công đức đó, thì những cái công đức đó nó chỉ có một cái nhìn, có niệm phật, chỉ được cái hạnh phúc ngắn hạn thôi. Một người mà làm các cái việc ác để mưu tìm hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc của họ nó ngắn hạn ở trong cái kiếp hiện tại, hoặc là một thời gian nào đó ở trong kiếp hiện tại. Rồi một người đi tìm cái hạnh phúc xa hơn nữa thì họ làm các cái công đức như là họ bố thí, trì giới, phục vụ vân vân, để họ được sanh về các cái cõi trời hay là cái cõi người. Thì cái hạnh phúc của một hạng chúng sinh thứ hai thì dù có dài hơn so với một chúng sinh tìm cái hạnh phúc trong cái ác nghiệp, thì cái hạnh phúc của chúng sinh làm các cái công đức đó thì nó vẫn nằm ở trong cái vòng sinh tử luân hồi. Là bởi vì cái công đức đó, khi mà một chúng sinh là họ hưởng hết cái công đức đó rồi đó, thì chúng ta cũng rơi vào trong cái khổ cảnh. Trong kinh ví dụ cái vòng sinh tử luân hồi này đó, nó cũng giống như là một người, thì chúng ta giống như là một người, những chúng sinh mà đang leo cây đó, thì cái hạng thấp nhất đó, thì họ ở dưới gốc cây. Ở đây chỉ cho cái gốc cây, chỉ cho cái phi phúc thành. Hay là chỉ cho những cái việc, hay chỉ cho những cái việc mà chúng sinh đó phải lãnh chịu ở trong vòng sinh tử luân hồi này, chính là cái khổ cảnh. Rồi cái hạng thứ hai khá hơn á, làm được các cái công đức á, thì chúng ta được sanh về các cái cõi cao hơn, như là cõi vô dục giới. Vô dục giới như là trời người. Rồi cao hơn nữa đó là sắc hay là vô sắc. Thì trong kinh nói rằng là giống như là một người mà leo lên cây cao á, thì một lúc nào đó đó, thì họ khi mà họ mệt, họ mỏi tay đó, họ hết sức đó, thì họ cũng rơi xuống. Thì nó cũng giống như là chúng sinh phàm phu á, là do vì bị cái hấp lực của phiền não, nó bị cái hấp lực giống như là trên cây luôn luôn nó bị cái hấp lực của trái đất. Cho nên hễ mà chúng ta leo trên cây cao á, mà chúng ta chỉ buông tay ra thì chúng ta sẽ rớt xuống, bởi vì luôn luôn nó có cái hấp lực nó kéo chúng ta xuống. Thì cũng vậy, trong cái sinh tử luân hồi đó, do vì phiền não nó tạo ra cái hấp lực, mà cái hấp lực đó chính là cái điều kiện để chúng ta tạo các cái ác nghiệp. Và do vậy, trong những khi mà một chúng sinh thức tỉnh làm các cái công đức như là cái công đức dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì trong cái khoảng thời gian đó chúng sinh nó được sanh về các cái cõi trời cao hơn. Nhưng mà khi mà
quên mình do vì cái hấp lực của phiền não, thì khi mà hết cái phước của các cái công đức đó đem lại đó, thì chúng sanh đó cũng phải rơi xuống các cái khổ cảnh. Như vậy thì cái vòng sinh tử luân hồi đó, thì chúng ta cứ lâu lâu quá thì chúng ta trồi lên rồi chúng ta rơi xuống, trồi lên rồi rơi xuống, trồi lên rồi rơi xuống. Và sở dĩ mà tất cả những cái hành động tạo nghiệp đó, cái thấp nhất đó là tạo cái ác nghiệp, cao hơn nữa đó là tạo được cái phúc hành và cái bất động hành đó, thì tất cả cái căn đệ của nó là chúng ta không tìm ra được cái con đường giải thoát. Hay nói cách khác, nó giống như là một người ấy, mà không có thấy được cái con đường mình thoát ra bên ngoài. Nó giống như ở đây, nó giống như ở trong một cái hang động có nhiều cái ngõ ngách, và nó giống như là trong hang động mà nó có cái, trong cái hang mà nó có chia ra nhiều cái ngõ ngách như thế này, vân vân, thì trong đó nó chỉ có một cái ngõ đó là thoát ra ngoài là niết bàn. Nhưng mà chúng ta đó thì chúng ta đã không tìm ra cái ngõ này, chúng ta không thấy được cái ngõ này, cho nên chúng ta đi hết cái ngõ trong đây là chúng ta sang qua ngõ đây là chúng ta trở lại ngõ cùng kia. Nói chung là chúng ta đi quanh quẩn ở trong cái hang tam giới này. Thì do vậy mà Đức Phật thầy mới chỉ ra rằng là ngay cả những cái việc thiện hay cái việc công đức mà chúng ta vốn làm ở trong cái vòng sinh tử luân hồi này, thì những cái việc này đó là nó cũng từ cái căn để, từ cái nguyên do sâu xa đó là cái vô minh. Và cứ mỗi lần mà chúng ta đầu tư vào cái sanh tử như vậy đó, thì chúng ta càng kéo dài cái sanh tử đó. Cho nên ở trong cái một cái câu nói mà có cái lòng đó là một cái câu nói rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt của Đức Phật này, đề cập đến ở trong cái bài kinh ví dụ con rắn, là cái bài kinh Tài Vũ. Đức Phật này dạy rằng là này chỉ tùy theo Như Lai thuyết pháp đó, giống như là một cái chiếc bè để vượt qua chứ không phải để chấp giữ. Chánh pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Thì khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi này, chúng ta nhắc lại đoạn kinh đó để chúng ta thấy rằng là ngay cả cái thiện lành được gọi là cái phúc hành hay là cái bất động hành đó, nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái vòng sinh tử luân hồi này. Do vậy cái mục đích tối hậu là để giải thoát khỏi cái vòng sinh tử đó, chứ không phải là để đầu tư kể cả về cái phương diện công đức. Mà cái phương diện công đức ở trong cái vòng sinh tử luân hồi hay là phần còn lại trên con đường luân hồi của vị Bồ Tát đó, nó chỉ là phương tiện. Mặc dù các ngài cũng hiểu rằng đây chưa phải là cứu tánh, tuy nhiên trong khi mà ta chưa có giải thoát đó, thì những cái công đức này nó là phương tiện. Và các ngài hiểu rằng, các ngài thấy ra rằng là cái công đức này nó là cái phương tiện, nó khác với cái chúng sinh phàm phu thường lấy cái công đức là cái cứu cánh. Hai cái việc đó nó khác nhau. Chẳng hạn giống như là một người đang đi trên cái chiếc thuyền, người này nghĩ rằng cái chiếc thuyền này nó chỉ là cái phương tiện, nhờ cái chiếc thuyền này mà ta qua sông. Nó khác với một người khi mà ngồi trên thuyền thấy đây là cái nơi hạnh phúc, đây là cái nơi mà chúng ta cần phải ở lại, đây là cái nơi mà chúng ta cần phải xây dựng lâu dài. Thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái chiếc thuyền đó hay chiếc xe đó là cái nơi cứu cánh của mình, cái nơi mà mình sẽ ở, chúng ta là cái nơi mà mình sống hạnh phúc với nó, thì chúng ta sẽ không có giải thoát khỏi, chúng ta sẽ không bỏ được cái chiếc thuyền đó. Thì cũng vậy, do vì chúng sinh phàm phu không thấy được cái niết bàn là hạnh phúc, không thấy được cái luân hồi là khổ, cho nên là tất cả những cái công đức nào mình làm thì mình đầu tư cho cái nhà tù tam giới đó. Nó cũng giống như là chúng ta không biết rằng là cái nơi chúng ta ở đó vốn là cái nhà tù, cho nên là tất cả những cái điều mình làm là làm sao là mình xây cái nhà tù đó
nó đẹp hơn, nó chắc chắn hơn để chúng ta có thể ở lâu dài. Thì do vì phàm phu không thấy được cái luân hồi là khổ, cho nên trong khi mưu tìm hạnh phúc đó, thì tùy theo mỗi cái điều kiện mà chúng điều kiện phiền não mà chúng sinh có, mà chúng ta làm cái đi tìm cái hạnh phúc bằng các cái việc ác hay là bằng các cái công đức. Nhưng mà dù cho đi tìm hạnh phúc bằng cái việc ác hay là việc bất thiện hay là gọi là cái phi phúc hành, hay là chúng sinh cao cấp hơn là chúng ta đi tìm cái hạnh phúc bằng cái phúc hành hay bất động hành chăng nữa, thì vẫn nằm ở trong cái vòng luân hồi. Cho nên cái mấu chốt đầu tiên mà Đức Phật này đề cập đến đó, do vì cái sự không hiểu biết về cái giáo lý tứ đế, không có thấy được đâu là khổ, không thấy được đâu là cái con đường, đâu là nguyên nhân khổ, đâu không thấy được cái sự diệt khổ và cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Cho nên tất cả những cái hành động, những cái việc làm tạo nghiệp ở trong đời, trong cái dòng luân hồi của chúng sinh, là dù là làm thiện chăng nữa, nó cũng do khởi đầu bằng cái vô minh. Như vậy thì ở cái chi đầu tiên chúng ta, cái mấu chốt đầu tiên chúng ta học ngày hôm nay đó, là chúng ta học về cái tương quan, cái tác động từ cái vô minh đến cái hành động thiện và ác của chúng sinh phàm phu. Thì cái chi pháp của cái vô minh á chính là cái sở hữu si. Nhưng mà cái sở hữu si ở đây đó, được nói đến cái quan trọng nhất của cái sở hữu si á, là làm cho chúng sinh không có thấy được cái khổ, cái nguyên nhân sanh khổ, cái sự diệt khổ và cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là cái điều quan trọng mà khi mà chúng ta học về cái giáo lý thập nhị nhân duyên, thì chúng ta học đến cái vô minh, thì chúng ta phải biết rằng là cái chính mà dẫn đến cái những tại sao gọi là cái vô minh mà tác động cho hành đó, là do vô minh đó. Chứ thật ra thì cái tâm si đó, thì chúng ta biết rằng cái sở hữu si đó vốn là cái sở hữu si biến thành, có nghĩa là cái si đó đó có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Và những cái nào mà bất luận chúng ta làm một cái hành động bất thiện nào đó, thì nó đều là có si hết. Và cái si nó chỉ là một cái trạng thái mê mờ của tâm. Nhưng mà ở trong cái giáo lý duyên tội này, thì chúng ta biết rằng là cái trạng thái mê mờ đó phải được hiểu chuyên biệt hơn nữa, là cái mê mờ mà để làm cái duyên cho những cái hành động, kể cả cái phúc hành và bất động hành đó, cái mê mờ chính đó chính là không có thấy rõ được cái lý tứ đế. Là các vị học viên ví dụ pháp quá thì cố gắng nhớ cái chi pháp, tức là vô minh chính là cái sở hữu si, và hành ở đây á, chính là cái sở hữu tư. Cái sở hữu tư trong cái tâm bất thiện và trong cái tâm bất thiện và thiện hiệp thế. Ở đây chúng ta còn có một cái chi tiết khác, đó là chúng ta không có nói đến cái thiện siêu thế. Bởi vì cái thiện siêu thế đó là cái thiện đó đó, nó cho cái quả để giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Nó khác với cái thiện hiệp thế, nó là cho cái quả, dù là cái quả lành, nhưng mà cái quả lành đó là cái quả của cái sinh tử luân hồi. Cho nên trong cái hành này đó thì không có kể đến cái thiện siêu thế. Thì như vậy là cái hành chi pháp hành ở đây đó chính là cái sở hữu tư. Các vị nhớ mà cái sở hữu tư chính là cái yếu tố tạo ra cái nghiệp. Nghiệp chính là cái sở hữu tư. Vậy hành ở đây á, hành ở đây nó là chúng ta định nghĩa bằng một cái cách khác, chính là nghiệp. Hành ở đây chính là nghiệp nữa. Và nghiệp á, thì bằng với sở hữu tư trong bất thiện và thiện hiệp thế. Trong bất thiện và thiện hiệp thế.
Thì trở lại á, những cái điều mà các vị đã học từ trước đến nay về ví dụ pháp, chúng ta học về về tâm sở hữu, rồi học về sở hữu học vân vân, tất cả chúng ta học đó là để làm cái nền tảng sau này chúng ta học về cái giáo lý duyên sinh và giáo lý duyên duyên hệ, hay là những cái điều khác, những cái phần giáo lý khác. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái phần giáo, cái phần mà ví dụ pháp mà các vị đã học đó, nó mới quan trọng. Nhờ cái nền tảng đó, sau này chúng ta sẽ học tất cả những cái thần pháp nào đó, nó cũng dễ dàng. Thật ra trong cái bảy cái tạng ví dụ pháp đó, nó không phải là đi thứ tự là chúng ta học từ cái tạng thứ nhất đến thứ hai, là học thứ hai đến thứ ba, nó không phải là như vậy. Mà mỗi cái tạng diệu pháp đó, thì mỗi tạng đó là xiển dương một cái phần giáo lý khác nhau. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi đó, chính là chúng ta học về cái một trong những cái phần, những cái chương quan trọng của cái bộ vi diệu pháp thứ hai. Nói như vậy không có nghĩa rằng là những cái gì mà các vị đã học đó, mà chúng ta đã học hết cái tạng thứ nhất. Rồi sau này đó, khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên hệ á, thì chúng ta sẽ học về một cái phần giáo lý ở trong cái tạng thứ bảy. Và học như vậy đó thì cũng không có nghĩa là chúng ta biết được cái tạng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mà mỗi tạng diệu pháp á, thì được chuyển dương một cái phần giáo lý khác nhau. Và ở đây thì tôi cũng xin nói thêm rằng là ở trong cái phần học thứ hai chúng ta đó, sẽ học về cái duyên hệ. Thập nhị dân duyên ấy, chúng ta gọi gọn là duyên sinh, để dễ so sánh với cái gọi là cái duyên hệ. Duyên sinh ấy, tức là chúng ta học về cái nhân mà nó tạo ra cái quả. Còn cái duyên hệ đó là chúng ta học về cái cách mà cái nhân đó nó tạo ra cái quả đó là bằng cách nào. Ví dụ như là do vì ở chùa Phật Pháp có cái lớp học, cho nên là sở dĩ mà đó là cái nhân mà các vị đến chùa Phật Pháp. Như vậy khi mà các vị do cái nhân chùa Phật Pháp có lớp học mà có cái quả là có sự có mặt của các vị ở tại chùa, như vậy cái đó là cái duyên sinh. Và cái duyên hệ là như thế nào? Là các vị đó có đi, các vị có mặt ở tại chùa Phật Pháp, hay là các vị đi đến chùa Phật Pháp bằng cách nào, thì cái đó là duyên hệ. Chẳng hạn giống như là chúng ta nhà gần chùa thì chúng ta đi bộ đến chùa, chúng ta nhà xa chùa thì chúng ta lái xe đến chùa, hoặc là xa hơn nữa thì chúng ta đi bằng các cái phương tiện khác như bằng máy bay vân vân. Như vậy thì duyên sinh á, là chúng ta học về cái nguyên nhân để phát sinh ra cái quả. Còn cái duyên hệ đó là chúng ta sẽ học rằng là cái nhân mà phát sinh ra cái quả đó, nó phát sinh ra bằng cách nào. Bởi vì giữa nhân và một cái quả đó, nó có nhiều cái cách mà để nó có. Chẳng hạn giống như là chúng ta nói đến cái thức ăn, là cái thức ăn mà chúng ta ăn mỗi ngày đó, là có khi là chúng ta mua ở ngoài chúng ta đem vào, hay là cái thức ăn đó là chúng ta tự nấu, hay là cái thức ăn đó và đó là cái cây trái tự mọc ở trong vườn vân vân. Như vậy thì cái sự có mặt đó nó sẽ có mặt của một pháp đó, nó có nhiều nhân, nó có nhiều duyên khác nhau, chứ nó không phải là nó chỉ có một duyên, và nó có nhiều cái cách thức để có mặt bằng cái cách thức này, bằng cái cách thức khác. Vậy thì trở lại là cái duyên sinh á, tức là nói đến cái nhân, cái luật nhân quả. Còn cái duyên hệ đó là nói đến cái luật nhân quả đó nó xảy ra bằng cái cách như thế nào. Thì nhân đây thì chúng tôi chỉ giới thiệu sơ như vậy trong cái bài học chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi ngày hôm nay. Là chúng ta kết thúc buổi học ở đây, thì dành vài phút cho các vị nào chúng ta có cái câu hỏi. Còn quý vị nào mà không có câu hỏi thì tôi mặc định nghĩ rằng là tất cả quý vị ở đây chúng ta đều hiểu bài hết. Thì đối với tôi đó, thì cái
cái giáo lý duyên khởi mình học á, là trước hết đó là tôi muốn chúng ta học về cái khái quát. Thật ra mà giáo lý duyên khởi học theo đúng ở trong cái bộ quý văn cá hay là cái bộ phân tích bộ thứ hai á, thì bây giờ chúng ta chưa có học nổi. Bản thân tôi cũng chưa có dạy các vị nổi nữa. Ở đây chúng ta chỉ học về cái khái quát, và đối với tôi đó là ngay cả cái khái quát này nó cũng đem lại để cho mình rất là nhiều, là bởi vì từ cái giáo lý duyên khởi thì chúng ta biết rằng là ở trong cái cả cái vòng sinh tử luân hồi này, tất cả những cái gì mà chúng ta xung quanh cái thế giới của mình đó, thì tất cả nó đều sống ở trong cái luật của nhân quả, cái luật của nhân duyên hết. Mà rất may mắn ngày hôm nay khi mà chúng ta sống giữa cái thời đại khoa học này đó, thì chúng ta thấy cái điều đó nó càng rõ ràng. Và đây là cái yếu tố then chốt cho tất cả các nhà khoa học ngày hôm nay khi tìm ra cái nguyên do nào hết đó, thì các vị này đều nắm vào cái luật nhân quả hết. Mà tôi không hiểu, tôi không biết hay là tôi chưa thấy là tại sao người ta không có công bố cái điều đó trong cái thế giới khoa học ngày hôm nay. Bởi vì có người biết, có người không biết nữa, thì những nhà khoa học ngày hôm nay đều dựa lên trên cái yếu tố, phải là cái yếu tố nhân quả. Sở dĩ mà có cái căn bệnh ngày hôm nay đó, thì người ta đó, sở dĩ mà người ta chưa trị được bệnh đó là bởi vì chúng ta chưa tìm được cái nguyên do. Hãy tìm được cái nguyên do rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái phương án. Như vậy thì cái chuyện tu của chúng ta cũng vậy, và chúng ta cũng tìm ra cái nguyên do. Chúng ta khổ không phải là tự nhiên mà khổ, và do vì chúng ta khổ nhiều quá là chúng ta tìm cái nguyên do không đúng. Chẳng hạn giống như là mình đang khổ, mình tin rằng là ngày hôm nay nó là cái tuổi của mình nó là 5 tuổi cho nên mình khổ vân vân, thì chúng ta cũng đi tìm những nguyên do, nhưng mà những nguyên do đó không có đúng, bất cứ là khổ. Và chúng ta còn cái diễm phúc lớn lao đó là chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên cái lợi lạc lớn nhất của các vị Phật tử khi mà chúng ta đến chùa đó là chúng ta phải học giáo lý. Chứ mà nếu mà các vị mà đi đến chùa mà chúng ta chỉ biết tụng kinh suông, chúng ta cầu nguyện thôi đó, thì tôi nghĩ rằng là và nó rất là uổng phí. Và cái việc làm đó thì mình có thể mình đi đến đạo nào cũng được, bởi vì rất là nhiều cái khuynh hướng chung khi mà người ta nói tôn giáo là bởi vì người ta ngại phấn đấu, người ta ngại tìm hiểu, mà người ta muốn phó thác cho người khác. Giống như là chúng ta mình làm biến tu, mình làm biến giữ giới, thấy giữ giới bị ràng buộc vân vân, cho nên người ta đi đến với tôn giáo, người ta nghĩ rằng là tất cả những gì đó là mình cứ phó thác cho những vị tấn thần linh mà mình quy y đó, thì những vị này lo cho mình. Cho nên cái suy nghĩ đó rất là nhiều, đến rất là nhiều người đến với Đức Phật họ quy y, họ nghĩ rằng là mình nương tựa nên Đức Phật, mình giống như là mình là con ngài thì mình có hữu sự gì ngài mới lo. Nhưng mà đối với một người Phật tử nguyên thủy đó, thì chúng ta phải thấy rằng là Đức Phật là một vị, chỉ là một vị thầy. Và sở dĩ mình khổ là do vì những cái gì ngài dạy mình nó là không nghe. Một người Phật tử thấy cái sự linh thiêng của Đức Phật á, nó khác với mình khi chúng ta chưa học giáo lý. Chúng ta chưa học giáo lý đó, thì chúng ta nghĩ rằng là khi mà mình cầu nguyện cái điều gì đó thì mình được cái điều đó, đó thì gọi là linh thiêng. Nhưng mà một người học giáo lý đó thì chúng ta hiểu cái sự linh thiêng đó, nó khác. Chúng ta hiểu cái sự linh thiêng đó là cái gì? Là chúng ta biết rằng là sở dĩ mà có cái việc đó đó là nó có cái nhân đó. Mà hễ có cái nhân đó đó thì đương nhiên nó phải có cái quả đó. Thì điều đó là một cái sự linh thiêng. Nó giống như là khi mà chúng ta đến bác sĩ mà bác sĩ nói rằng là nếu mà mình dùng cái thực phẩm đó đó thì cơ thể của mình nó sẽ bệnh như thế này, bệnh như thế kia. Thì một người bệnh đó, mà khi mà họ dùng phải những cái thực phẩm như vậy đó mà họ bị bệnh đó, thì họ mới thấy rằng là vị bác sĩ này giỏi, vị bác sĩ này nói đúng. Và cái thái độ đó là thái độ đúng đắn của người bệnh. Thì cũng vậy, chúng ta đến với Đức Phật đó. Đức Phật này nói rằng là những cái pháp này ấy, ai mà thực hành đó,
thì sẽ đem lại sự an lạc. Và khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thấy an lạc thì chúng ta thấy rằng đó là lời Phật dạy đúc, đó là lời Phật, lời dạy linh thiêng. Và cái điều nào Đức Phật này nói rằng khi mà chúng ta làm chúng ta gặp khổ, thì khi mà nếu mà chúng ta làm chúng ta thấy khổ thì chúng ta mới thấy rằng là lời Phật dạy linh ứng. Chứ cái sự linh thiêng linh ứng ở đây nó không có nghĩa rằng là chúng ta tạo cái nhân khổ mà chúng ta muốn vui, việc không phải. Cái việc đó nó đi ngược lại lời Phật dạy. Như vậy thì khi mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta không phải cầu nó đúng, mà cầu cho đúng như là gì, là cái gì, là chúng ta cầu làm sao chúng ta tạo được cái nhân đó thì chúng ta sẽ có cái quả như vậy. Chứ không thể nào chúng ta tạo cái nhân này mà chúng ta cầu cái quả kia được. Không giống như là các vị làm bếp, các vị không thể nào mà chúng ta bỏ muối vào mà chúng ta muốn cho nó ngọt được hết, mà chúng ta bỏ đường chúng ta muốn mặn, muốn gì là không được. Mà một người cầu nguyện làm sao, tức là không, cái sự cầu nguyện ở đây là chúng ta làm sao nếu mà chúng ta muốn nó ngọt thì một người con Phật là phải đi làm cái gì, chúng ta đi tìm đường. Chúng ta muốn nó mặn thì chúng ta tìm muối, chứ không thể nào mà chúng ta không có, chúng ta chỉ vào bếp rồi chúng ta cứ mở cái thực đơn lên rồi chúng ta chắp tay lên chúng ta đọc hết các cái gia vị đường muối bột ngọt này nọ, cái nồi cơm, cái nồi canh của chúng ta nó ngon được. Nó không phải là cái thái độ của người con Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta khi mà Đức Phật này dạy cho chúng ta hành, chúng ta dạy giáo lý đó, thì những cái đề pháp đó, những cái bài pháp đó đó, trước hết đó là để chúng ta hiểu. Còn cái việc mà chúng ta tụng đọc quá là để chúng ta nhớ và chúng ta chiêm nghiệm, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc suông thôi, chúng ta không có thực hành mà có kết quả. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta đến bác sĩ cho mình cái toa thuốc, mình về mình mua thuốc mình uống để mình trị bệnh. Trong khi đó chúng ta không có chịu mua thuốc chúng ta uống, mà chúng ta đem cái toa thuốc mà chúng ta đọc hết cái hiệu thuốc này tới hiệu thuốc kia, chúng ta đọc bao nhiêu cái hiệu thuốc tốt rồi bao nhiêu tên của các vị bác sĩ nổi tiếng, chúng ta không hết bệnh được. Thì cái cách mà nếu mà chúng ta tụng kinh, chúng ta cứ tụng là đây là tính tấn niệm định tuệ, chúng ta cứ tụng ngoài như vậy là chúng ta kể tên của các vị Phật, từ 28 vị Phật quá khứ rồi cho đến các vị đại tinh văn chăng nữa, chúng ta không có được. Tại vì chúng ta làm như vậy là chúng ta đi ngược lại cái giáo lý nhân quả. Và chúng ta học cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, là để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái giáo lý nhân quả. Các vị hiểu bài hết rồi, không có câu hỏi phải không? Không có câu hỏi thì chúng ta kết thúc cái bài học ở đây. Và trong cái phần học về cái giáo lý duyên khởi này á, thì rất là cần thiết để chúng ta thuộc lòng cái bài kinh thập nhị nhân duyên. Trong các cái buổi học đó, là chúng ta cố gắng chúng ta học thuộc lòng. Và mình học thuộc lòng tụng đọc ở đây á, là để là cái lợi ích đầu tiên á, là để chúng ta dễ học bài trước. Rồi còn nhiều cái lợi ích sau nữa thì chúng ta sẽ khác. Bởi vì các vị biết rằng là sở dĩ mà trong kinh nói những cái trường hợp mà khi một vị tỳ kheo bệnh, chẳng hạn giống như là trường hợp của ngày Chuyên Đá, ngày Caspa, ngày Bóc Ca La Ná mà được kể, mà khi mà Đức Phật ngày thuyết bài kinh Thác Giác Chi á, các vị vừa nghe bệnh của các vị nó được thuyên giảm. Và ngày hôm nay chúng ta cũng bắt chước chúng ta làm như vậy, mà chúng ta không có giảm được thì chúng ta không hiểu rằng là các vị nó nghe như thế nào. Người ta đã tu, người ta đã chứng, nó nghe nó khác. Còn mình không có tu, cho nên cái nghe của mình là mình nghe bằng cái cách khác. Thành ra là mình tụng nó không có linh. Tôi nhớ một cái lời Đức Phật này, một lần Đức Phật này nói là nó giống như là một vị đại đế như là vua Maxenadi. Ông đi đến một cái nơi nào đó, như một cái làng, cái thôn trấn. Ông ra một cái chỉ dụ người dân ở đó phải như thế này, thế kia, vân vân. Thì mọi người từ trên xuống dưới, từ những hàng quan lại cho đến xuống dân, ai cũng phải nghe rầm rắp hết. Nhưng mà bữa sau là mấy đứa trẻ trong làng nó cũng bắt chước Đức Vua, nó đứng cũng chỗ đó rồi nó cũng đọc những cái chỉ dụ đó, nhưng mà nó chỉ làm cái trò cười cho người ta thôi, chứ ai nghe đó. Thì cũng vậy, có những cái lời kinh đó, mà nó được nói ra nó bằng cái thánh trí của Đức Phật, các vị thánh nhân đó,
là nó chất trọng cả cái tam giới này. Nhưng mà chúng ta nó cũng bắt chước ngày, chúng ta cũng học thuộc lòng, chúng ta đọc lại thì lại là nó không có tác dụng gì hết, bởi vì chúng ta không có hiểu và chúng ta cũng chưa có thật sự tu. Thì ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta đi theo cái con đường đó, tức là chúng ta tụng kinh không phải là chỉ tụng kinh suông mà chúng ta tụng để hiểu. Thì cái bài kinh thập nhị nhân duyên các vị đang học ở đây đó, thì rất mong mỗi ngày chúng ta sẽ học thuộc lòng. Và bây giờ thì xin kết thúc lớp học. Mãi tôi kết thúc mấy lần rồi, chúng chờ cho các vị có câu hỏi mà cũng không có câu hỏi nữa. Tôi dạy lòng thêm một chút. Dạ. Rồi chúc các vị hãy con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư Trí Tịnh. Kính chào mọi vị ạ. Dạ dạ mong Phật dạ. Con kính tri ân sư. Con kính chào sư cả. Kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư. Dạ thân sư Trí Tịnh. Dạ rồi, xin kính chào quý vị. Chúng ta hồi hướng công đức. Dạ. Y đăng lô nhà tị năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê bùi nhân mê pa na sa pai cha yô hô. Dạ thưa các vị anh sư cả. Dạ chào các vị. Con sư. Kính chúc chư tăng ni và các đạo hữu thân tâm được an lạc. Sa tu sa tu sa tu sa tu.